nơi cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luân, con quỳ trước mẹ niềm thương, mắt buồn giữ lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh xương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dần thân con đã quay về nơi đây, hướng từ chiếu thọa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luân, con quỳ trước mẹ niềm thương, mắt buồn giữ lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh xương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dần thân vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi cũng xin thành kính tri ân ni trưởng cũng như đại diện là sư cô Phúc ở chùa Thiên Hòa đã cải tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp tại đây, xem như Bình Dương là nơi chúng tôi lần đầu tiên được đến và chia sẻ Phật pháp với các vị. Và lời đầu tiên gửi đến cho tất cả quý Phật tử trong khóa tu được nhiều an lạc hạnh phúc trong khóa tu này. A Di Đà Phật. Chắc là trực tiếp gián tiếp gì ít nhiều các vị cũng biết được tôi phải không? Có không? Ở đây là ai chưa bao giờ biết đâu, đưa tay lên ngay. Ít nhiều gì thì chắc là chúng tôi cũng có chia sẻ với các vị qua các bài giảng mà như sư cô Phúc đã từng nói. Hôm nay tôi xin đến với các vị với một cái bài giảng là Phật ơi con biết khổ rồi. Xin thưa các vị, đây là một đề tài hết sức ngẫu nhiên. Khi tôi hứa với sư cô Phúc ở đây là tôi sẽ đến
Nhưng mà vì do nhiều công việc tôi quên hẳn đi là tôi đã hứa với Bình Dương. Rồi tình cờ hôm đó là cô mới nhắc lại là tại vì tôi dặn rằng trước khi đến Bình Dương khoảng một tuần thì nhờ các vị nhắc lại cho tôi. Thì khi đó cô nhắc lại thì tôi mới nhớ à, tôi có hứa với Bình Dương vào thời điểm đó. Thì tôi cũng chưa biết được rằng tôi sẽ chia sẻ gì với các vị. Thì nghĩ là khi mà đến rồi thì tùy nghi, hoặc là mình soạn bài theo một cái dạng gọi là để tìm lại trong các cái kho tàng Phật Pháp mình được học, được nghiên cứu về cái gì. Thì cách đây khoảng 5 ngày thì vào một buổi sáng nọ có hai nhân vật đặc biệt đến tìm tôi. Và chính hai nhân vật đó đã gợi lên cho tôi một đề tài này. Xin thưa các vị, cái đề tài này chẳng có cái gì gọi là cao siêu cả, phải không? Cái lời này như là một lời than. Phật ơi con biết khổ rồi, có nghĩa là giống như là bây giờ khổ quá không biết kêu ai kêu Phật. Nhưng mà tại sao tôi có một cái lời như vậy các vị biết? Người đầu tiên hôm đó đến tìm tôi đó là cô này ở Mỹ về. Và khi cậu đến gặp tôi là cậu có một tâm nguyện là cậu xin được một lần quy y với tôi để tu hành. Và cậu nghĩ rằng chưa chắc gì có thể gặp lại, bởi vì khi cổ về Việt Nam, cổ đã mang chứng bệnh trong người đó là bệnh ung thư ruột. Và cổ biết rằng cổ không còn sống được bao lâu. Nhưng với tâm nguyện của cổ là từ khi cổ bị phát hiện ra là cổ có chứng bệnh đó đó, thì cổ mới được nghe những cái bài giảng của tôi. Và cổ nguyện ở trong lòng là quyết lòng cổ sẽ về Việt Nam một lần. Cổ xin làm đệ tử của tôi để quy y, và rất có thể một lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, có thể không bao giờ gặp lại. Thì khi cổ nói được như vậy, cổ bày tỏ hết là cổ nói là bây giờ cổ đang mang trong người bệnh như vậy, cổ nói chuyện hết. Và hôm đó dầu là một mình cổ, tôi vẫn sắp xếp để quy y cho một mình cổ rồi để cổ về Mỹ. Thì nghe qua cái câu chuyện đó tự nhiên tôi cũng hơi chạnh lòng. Chạnh lòng vì một cái thân phận con người mà khi nghe nói là bệnh ung thư, có nghĩa là bản án tử hình dán phía trước rồi, nhưng mà nó không để ngày nào, chắc chắn là như vậy. Tôi cũng cảm thấy bùi ngùi và tôi cũng đem Phật Pháp ra để lý giải, để giúp cổ hiểu thêm một vài điều trong cái quá trình nhận diện được cái khổ đau, cái bệnh tật để mà tu tập. Thì vừa xong, cổ vừa về thì lại có hai người nó đến gặp tôi. Thì hai người này là một nam một nữ. Thì cái cô gái này khi mà gặp tôi thì khoảng chừng 30-32 tuổi đổ lại. Thì gặp tôi nói chuyện xong rồi, cái cô có gửi dúng cho chùa 500 ngàn. Thì tôi có nhận 500 ngàn đó cho cổ. Nhưng mà rồi sau khi nhận rồi đó, bắt đầu cổ mới bày tỏ lại là hôm nay cổ gặp tôi duyên sự gì. Thì cổ kể hết. Cổ kể rằng cổ là lấy chồng từ năm 26 tuổi. Được có vài năm thôi thì gia đình lộn xộn, rồi chồng thì bài bạc mèo mỡ gà đồng gì đó, khuyên lên hoài không được, 5 lần 7 lượt cuối cùng ra tòa ly dị. Khi ly dị rồi cổ rất đau khổ, trước đó đã đau khổ nhiều năm, đến lúc đó cổ rất là đau khổ nữa. Cổ đau khổ đến độ mà các vị biết là tôi không có hiểu luôn, là tóc lông mài gì, tất cả mọi thứ trên thân cổ hay là trên mặt mài cổ đều rụng hết. Mà tại vì cổ đội tóc giả, cổ không nói tôi cũng không có biết. Tóc cắt ngang cái mài mài vậy nè, thành ra tóc nó che che lại tôi cũng không để ý. Thật tình mà nói, khi cổ nói rồi, cổ vừa nói mà vừa khóc, cổ mới dán lên cho tôi coi. Có nghĩa là thầy biết không, con đang đội đầu tóc giả. Và thầy nhìn trên chân mài không còn một cọng chân mài nào cả, lông mi cũng không còn một cọng nào hết. Cổ đưa tay cho tôi xem, không còn một cọng lông tai nào hết, không có miếng tóc nào hết. Thì lúc đó tôi hỏi tại sao mà dữ vậy, đau khổ thì đau khổ chứ tại sao mà lại là khủng khiếp vậy. Thì cổ vừa khóc mà cổ vừa nói là khi con đau buồn đến độ mà tự nhiên ngày hôm đó tự nhiên con thấy ngứa ngứa cái con chà, cái nó rụng ra, gãi tới đâu nó rụng ra hết tới đó, tóc gì đó nó tự rụng vậy đó. Thì khi cổ đi bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng do cô bị rét quá nặng cho nên nó làm biến đổi gen trong người và nó tự rụng hết như vậy. Thường thường mình thấy những cái người hoàn cảnh vậy, đồng thời là thân phận như vậy rồi, người ta rất mặc cảm. Thà làm thầy tu như tôi mà không có tóc thì chả sao, đúng không? Nhưng bây giờ một người phụ nữ như vậy không có tóc thì người ta mặc cảm là chuyện đúng rồi.
Nhưng mà tôi nói là cái nguyên nhân mà để rụng tóc, mà nếu đúng như bác sĩ nói là do bị stress nặng, quá đau buồn mà để bị cái này, thì nguyên nhân nào gây ra cho cô cái này thì cũng lấy từ nguyên nhân đó mà cứu cuộc đời còn lại của cô, có khả năng để phục hồi lại điều này. Nếu do stress nặng mà xảy đến điều này thì cũng tu tập như thế nào, tập lạc quan và về nghe lại cái bài giảng, thầy giảng là hóa giải mặc cảm. Hãy tự tin và tham gia tất cả các công việc của mình, lấy niềm vui lại. Đau buồn không giải quyết được vấn đề. Cứ ngồi suy nghĩ đi, mình có thể mình giam hãm trong một cái căn phòng, mình có thể khóc từ sáng tới chiều, mình có thể trốn tránh hết với tất cả mọi người, nhưng mình cũng không chạy trốn được với khổ đau, và mình không giải quyết được vấn đề, và càng đau khổ càng mặc cảm thì làm cho hoàn cảnh nó tồi tệ hơn chứ không có tốt hơn bao giờ. Vì chỗ đó cho nên mình suy nghĩ là đau khổ không giải quyết vấn đề thì lật ngược vấn đề lại. Hãy tập lạc quan, tập vui vẻ để nhìn hoàn cảnh của cuộc sống tốt đẹp hơn, thì biết đâu niềm vui đó nó sẽ giúp cho cô phục hồi lại tất cả mọi điều. Và thầy khuyên cổ nên tu học vậy vậy. Và 500 ngàn này thầy gửi lại cho cô. Tại vì hoàn cảnh của cô không thoải mái tí nào. Khi mà ly dị rồi nuôi một đứa con chẳng có nghề nghiệp, làm chấp giá như vậy ngày qua tháng lại. Nhưng mà tôi biết rằng khi cô đi đến đây cô cúng là tại vì cô gặp tôi mà cô không cúng cô ngại. Tôi rất hiểu điều này, cho nên tôi nói rằng không phải gặp mấy thầy mà để cúng dường. Có duyên sự thì cứ gặp, còn cúng thì cả đời mình là muốn cúng lúc nào cứ cúng, điều kiện tốt cứ cúng, ở đâu có duyên sự cứ cúng. Chứ không phải là nhất thiết gặp mấy thầy phải cúng. Quan niệm này là sai lầm. Vì sai lầm cho nên có người không có tiền không dám đi chùa, không có tiền không gặp mấy thầy. Đây là các vị tự sai lầm trầm trọng, chứ không phải cái việc này như một quy chế như vậy các vị. Học và tu, người tín đồ Phật tử có duyên sự gặp quý thầy là chuyện bình thường. Có đủ duyên thì gặp, quý thầy bận việc thì thôi. Chứ không mang cái nghĩa là gặp phải cúng, ở trong đó không ai nói cái chuyện đó bao giờ. Thành ra khi qua cái câu chuyện này, một buổi sáng chưa đầy 2 tiếng mà gặp hai người như vậy, thì tự nhiên tôi vừa ngồi mà tôi lấy cái sổ mà ghi để người ta cúng trùng tu á, tôi mới lật ra trang sau tôi để là Phật ơi con biết khổ rồi. Và vì vậy cho nên hôm nay tôi mới có cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị. Chia sẻ để cho các vị hiểu được rằng nhận diện được đau khổ là điều vô cùng quan trọng. Tu mà chưa nhận thức được điều này là chưa quan trọng. Thật sự chúng ta ở đây xin thưa hỏi hết với các vị trong đạo tràng, cuộc đời các vị đã trải qua ít nhiều, các vị thấy vui nhiều hay khổ nhiều? Ai khổ nhiều nó đưa tay lên coi. Xin thưa với các vị, ở trong đây tôi biết rằng ai cũng khổ nhiều hết á. Nhưng mà muốn từ bỏ cái khổ là dường như chúng ta không dám. Tôi có đặt trong một cái bài thơ, tôi có nói một câu là gì? Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Trong cái bài thơ Mộng Đời tôi có đặt, tôi nói vậy. Thật ra tất cả chúng ta khi quý thầy hỏi các vị ơi đời khổ nhiều vui nhiều, khổ nhiều, mà kêu vô chùa tu đi, dạ chưa dám. Phải không? Lúc tôi giảng ở Cần Thơ đó có cô đó, cô nói thầy ơi chỉ có con phương pháp nào là tu để giải thoát liền ngay tức khắc. Cô nói như vậy đó. Tôi nói muốn lại ngay tức khắc chuyện có quá dễ. Bây giờ bỏ hết tất cả mọi thứ vô chùa cạo đầu tu là giải thoát liền. Cô nói dạ chưa đi được. Nói thật sự như vậy. Ý miệng thì muốn giải thoát, mà để người ta bảo đi phương pháp làm như vậy không đủ can đảm để làm. Tôi từng nói với các vị rằng chúng ta cũng giống như một đứa bé mà bị mắc tay trong hũ kẹo vậy đó. Một đứa bé nó thọ cái tay trong hũ kẹo rồi nó hốt một nắm kẹo như thế này, hốt quá cái nó rút tay không ra. Bởi vì cái miệng thì lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái hộp của nó. Thì khi một đứa bé nó thọt tay vô hũ kẹo tới chừng mà nắm vậy cái rút nó mắc kẹt không ra, cái rồi sao? Nó khóc la lên. Rồi mẹ nó nghe nó khóc la lên cái chạy lên hỏi cái gì vậy con, nói con lấy cái tay ra không có được. Rồi mẹ nó mới hỏi bây giờ con muốn lấy tay được không? Nó dạ muốn. Được thì buông kẹo ra đi con rồi lấy tay ra. Không có được, buông thì sợ mất. Thành ra làm sao mà con nắm được cái nắm kẹo này mà con đồng thời con lấy được cái tay ra. Cái đó thông thường là nó như vậy. Xin thưa với các vị, tất cả chúng ta là phần lớn rơi vào trong tình trạng này. Mình biết cái điều đó nó khổ vậy đó. Nhưng mà người ta khuyên từ bỏ thế này, từ bỏ thế kia hay là tập làm chủ lại, làm không được.
Cho nên chính cái chỗ này vô cùng quan trọng. Ngày xưa Đoàn Như Khuê ông có bài thơ, ông nói là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời chúng ta chưa có cảm nhận được Phật Pháp và chúng ta chưa có tư duy về phân phận của mình, thì chúng ta thấy những cái bài này sao nó có vẻ bi quan quá, chán đời quá, trong những cái tư duy như vậy. Rồi nhất là những người thân phận tuổi trẻ như thế này lại còn hiểu lệch lạc hơn nữa. Chúng ta hiểu cửa chùa như là cái gì đó dành cho những người mà đau khổ tật nguyền thất tình thế này thế kia để trốn chạy với những cái điều đó. Xin thưa với các vị, cái chùa là nơi mà chúng ta có thể gửi gắm thân phận vào bất cứ thân phận nào. Bởi vì con người trên cuộc đời này đã là con người, ai cũng có khổ. Nhưng mà chúng ta chưa học Phật cho nên chúng ta chưa nhận diện ra được cái khổ. Chúng ta đồng hóa với cái khổ và chúng ta chấp nhận khổ như một thân phận con người. Chúng ta chịu lăn lộn với nó mà chúng ta không có lối thoát. Đây là điều vô cùng quan trọng. Ngày xưa Phạm Diệu Linh khi chưa tròn tuổi 30, còn trẻ, nhưng mà cũng đau khổ về bản thân mình, có nói lên một bài thơ là: Đức Phật ơi đời con sao khổ thế, tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần, mắt cô gầy quang phế sắc mùa xuân, thân hoàng hoại ước mơ dần liễm tắt. Tuổi còn trẻ thôi, chưa hơn nửa đời người nữa, mà tất cả những cái sự dồn dập của cuộc đời để làm cho cô nhận diện ra điều như vậy. Xin thưa với các vị, tôi nghĩ rằng tôi không thể sống được khi qua tuổi 20 đâu các vị. Ngày hôm nay tôi ngồi được với các vị là cái điều mà may mắn trong cuộc đời, hay là Phật đưa Phật trước gì đó, duyên nghiệp đưa đẩy thế nào, chứ tôi nghĩ rằng tôi không thể vượt qua được 20 tuổi. Ngày xưa tôi ước gì mình sống được tới tuổi 20. Những tháng ngày như vậy rất là bi quan, rất sợ chết, rất đau khổ, rất mặc cảm. Nhưng mà nếu không nhờ Phật Pháp thì chắc cũng không vượt qua được những cái chuỗi ngày đau thương như vậy. Vì vậy cho nên tôi rất hiểu rằng ai chưa lâm vào hoàn cảnh như thế thì chúng ta có nhiều ước mơ, nhiều hy vọng và chúng ta đặt niềm tin vào cuộc đời rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ hoặc là từng trải qua những biến cố của cuộc đời thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng khi Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ hoàn toàn đúng. Ngày xưa khi chúng ta nghe chữ khổ của Đạo Phật, chúng ta cứ tưởng tượng rằng đó là bi quan yếm thế. Chúng ta nghĩ rằng Đạo Phật nói lên những điều khổ như một sự đe dọa mọi người. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng khổ là một chân lý đâu. Khi chúng ta nghe cuộc đời là bể khổ, hay là Đức Phật từng nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển, chúng ta cứ nghĩ rằng những cái câu đó như là một văn vẽ, hay là những cái câu đó ở trong chùa nó mới có. Nhưng mà các vị biết rằng trong cuộc đời là một biển trần đau khổ. Nhưng mà vì sao vậy? Con người không lẽ sinh ra sống và gặp hoàn cảnh đó là chết? Ai gặp khổ cái là chết, ai gặp khổ là chết. Nếu ai gặp khổ là tìm cái chết, tôi nói thiệt không còn một người nào ngồi trong hội trường này hết á. Tôi dám cam đoan với các vị, nếu ai trong cuộc đời gặp khổ để tìm cái chết thì không còn một ai có mặt trên trần gian này nữa cả. Nhưng mà nhận diện được cái khổ không mang cái nghĩa là nhận diện được cái đau khổ để bi quan. Trong cuộc đời này chúng ta đồng hóa giữa mình và cái khổ, chúng ta nghĩ rằng kiếp người phải như vậy, chúng ta cứ cho nó vậy là xong. Kiếp người phải chịu đựng cái này, kiếp người phải đối kháng cái kia, kiếp người phải thế này thế nọ, kiếp người phải khóc ra nước mắt. Rồi khi tình duyên hôn nhân đến thì trong đời sống hôn nhân phải như vậy, đời sống hôn nhân phải chịu như thế kia, chén trong sống còn cua thế nọ. Tất cả những chuyện đó chúng ta thấy bình thường, nó diễn ra hàng muôn ngàn người ai cũng có chứ không phải một mình. Cho nên mình nghĩ là đời là như vậy, cuộc đời như vậy, con người phải như vậy, sống kiếp người phải như vậy. Xin thưa các vị, như vậy hay không tùy nghiệp và tùy thái độ sống của mọi người chứ không phải buộc là như vậy. Nhưng nguyên tắc này nó như một sự thật. Cho nên trong Tứ Diệu Đế, cái đế đầu tiên mà Đức Phật nói đó là khổ đế. Khổ đế là một chân lý sự thật về cái khổ của cuộc đời. Cái khổ đó gồm gì? Sanh là khổ, già là khổ, gì nữa? Bệnh là khổ, cái gì nữa? Chết là khổ. Đây là tứ khổ. Trong dòng tứ khổ này nó có còn những cái khổ phụ thuộc nữa, đó là ái biệt ly khổ.
Thương yêu mà chia lìa là khổ. Ví dụ cha mẹ con cái của mình, ví dụ như các con của mình quá thương yêu nó, nhưng mà nó bệnh tật hay gì nó chết, hoặc là nó tai nạn xe cộ nó chết, hoặc một lý do gì đó nó chết, thì đứa con đó mình thương yêu nó chết, thì cái chết đó, cái chia ly bằng cái cách đó người ta gọi là ái biệt ly. Vợ chồng thương yêu nhau mà có một lý do để chia lìa là đau khổ. Đang tình thương mặn nồng mà do một người nào thứ ba can thiệp vào để tình cảm này chia ly, khổ không? Ai có mới biết khổ nha, ai không có làm gì khổ. Xin thưa các vị, cái đó cũng là ái biệt ly khổ. Có nghĩa là thương yêu mà chia lìa là khổ. Cầu bớt đắc khổ là mong ước mà không được là khổ. Mong ước được điều này, mong ước cái kia, mong ước cái nọ mà không được là khổ. Rồi á, quán tán hội khổ, tức là thù ghét với nhau mà gặp là khổ. Một cái nữa là ngũ ấm xí thạnh khổ, là thân xác này trong ngũ uẩn này nó thay đổi vô thường để dẫn đến cái khổ. Trong tám cái khổ này, hôm nay tôi nói với các vị, tất cả mọi dữ kiện và sự chia sẻ với các vị nó nằm trong những yếu tố này. Các vị nghe từng phần các vị sẽ hiểu. Tôi nói lòng vòng trong cái sự nhận diện ra được đau khổ. Trở lại vấn đề, điều đau khổ này Đức Phật nói như một chân lý, đó là sự thật hiển nhiên trên cuộc đời này. Trong tám điều đau khổ này, bốn điều đau khổ đầu là sanh lão bệnh tử, sanh già bệnh chết. Có ai là người trên cuộc đời này thoát được không? Có ai sống hoài không chết không? Có ai từ đó giờ chưa bệnh không? Có ai không già không? Hả? Tất cả rồi ai cũng già, là một quy luật. Cho nên từ những chỗ đó, cho nên là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Mong ước mà không được là khổ, thương yêu chia lìa là khổ. Rồi gì? Thù oán gặp gỡ là khổ. Rồi thân xác này nó bị chi phối bởi các điều kiện ngoại tại, nội tại là khổ. Trong tám điều khổ này là một điều khổ căn bản mà các vị phải nhận diện được. Xin thưa các vị, nhận diện được đau khổ là một điều vô cùng quan trọng. Nếu bản thân chúng ta chưa bao giờ nhận diện được đau khổ thì chúng ta biết rất khổ mà không biết nó khổ gì cái gì. Giống như cái câu thơ của Xuân Diệu ngày xưa đó, nó hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, buồn mà không biết mình buồn như cái gì, mơ mơ màng màng vậy đó. Xin thưa Phật các vị, không có nỗi buồn, không có nỗi khổ nào mà không có lý do cả. Chỉ duy nhất một điều là chúng ta không nhìn ra được lý do của nó mà thôi. Tại vì chúng ta đồng hóa giữa mình và cái đó là một, thì chúng ta không thể phân tách được. Cho nên xin thưa với các vị, hãy nhận diện được khổ đau là điều quan trọng. Nhận diện được đau khổ của thân phận mình là cái gì, nhận diện được đau khổ của xung quanh mình là cái gì, nhận diện được đau khổ để chi vậy? Để mình có phương pháp giải quyết vấn đề này. Đây là điều mà thầy đã từng nhắc trong nhiều bài giảng khác nhau. Giống như một vị bác sĩ, bác sĩ muốn trị một cái người bệnh nhân, bác sĩ phải hiểu người đó bệnh gì bác sĩ mới trị được, có phải không? Không, bác sĩ nào mình lại nói bác sĩ ơi tôi bệnh, cái tự nhiên lấy thuốc à, không biết mình bệnh gì chứ, có không? Không bao giờ có chuyện đó. Như vậy thì khi mà mình nhận diện được đau khổ là tại sao, khi mình học Phật mình biết được điều này. Cho nên thầy từng khuyên với các vị trong một số bài giảng khác, thầy nói như thế nào? Các vị hãy đặt mình vào một vị trí khó xử nhất trong cuộc đời để trả lời cho mình những câu hỏi đó đi. Khi cái chết đến tôi sẽ làm gì? Khi bệnh đến tôi sẽ làm gì? Khi cuộc sống gia đình tôi tan vỡ tôi sẽ làm gì? Khi công ăn việc làm tôi thất bại tôi sẽ làm gì? Khi tôi già đến tôi sẽ làm gì? Khi con cái tôi là người không nên danh nên phận tôi sẽ làm gì? Hãy đặt những hoàn cảnh như thế để mình tìm một câu trả lời thích đáng nhất. Khi các vị có những câu trả lời này ở trong lòng một cách thích đáng nhất thì các vị đã cứu cuộc đời mình ra khỏi bể khổ một nửa rồi đó. Tại vì hoàn cảnh này nó đều phải xảy ra với chúng ta. Không xảy ra thì tốt, nhưng mà chắc gì không xảy ra, đó như một quy luật. Thành ra vì vậy, những cái điều mà thầy nói với các vị là hãy nhận diện được ra những điều đau khổ. Như mình nói, cuộc sống mình như thế nào, hoàn cảnh xung quanh như thế nào, công ăn việc làm như thế nào, tập mình bình thản trước những cái điều đó như một quy luật của cuộc đời, và khôn ngoan để tìm cách lèo lách mình ra.
Nhưng mà con người mình rất là ngộ như thế này. Khổ thì ai cũng sợ. Ở đây các vị có sợ không? Có ai không sợ khổ không? Ai không sợ khổ đưa tay lên coi. Chắc chắn là những cái điều nào đau khổ trên cuộc đời ai cũng gặp. Bản thân con người, cái tính chất của con người là sợ khổ ham vui. Mình là biết cái gì vui mình đều thích, mình đều sợ khổ ham vui cả. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều gieo cái nhân khổ mà chúng ta không có biết. Bây giờ ví dụ đi, một người muốn có được niềm vui cái đi tìm đi nhậu để vui. Đi nhậu có vui không? Thật ra đi nhậu cũng có cái vui của nó. Nhưng mà sau cái vui của đi nhậu rồi, sướng hay khổ? Rất là khổ. Phải nhức đầu cả ngày, phải thế này thế kia. Đôi khi đi nhậu rồi nó sanh sự. Có những người buồn quá không biết làm gì, đi đánh bài. Đi đánh bài vui không? Đang đánh là rất là vui chứ. Nhưng mà để thiếu nợ, để mượn nợ là rất là đau khổ. Thành ra các vị biết là con người ai cũng sợ khổ, mà đều gieo những nhân tố khổ không mà lại sợ khổ. Bản chất con người đều ham vui, sợ khổ ham vui, mà gieo những hạt giống đau khổ không à. Chúng ta đi giữa trời này mà chúng ta chạy trốn bóng là chuyện đó không bao giờ có được. Giữa trời này mà nếu chúng ta chạy trốn bóng là cái chuyện đó không thể. Trừ ra chúng ta là ma đó, chúng ta mới không có bóng thôi. Còn nếu chúng ta là người bình thường ai cũng có bóng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng muốn có được cái niềm vui thì phải gieo nhân vui. Mà gieo nhân khổ mà muốn niềm vui là không thể được. Vừa rồi tôi đọc bài báo cái anh này, ảnh bị kêu án tù chung thân về tội bán heroin. Nhưng mà khi mà hỏi ảnh á, ảnh sợ điều gì nhất trên cuộc đời? Các vị nghe những cái sợ rất dễ thương. Các vị không bao giờ nghĩ rằng một con người này có thể phạm pháp một cái điều như vậy. Có những người phạm pháp mà không nghĩ rằng cái đó nó nguy hiểm và nó tội lỗi như vậy, mà người ta nghĩ đó là bình thường. Khi mà kêu án chung thân rồi anh ở tù, thì khi người nhà báo hỏi anh rằng anh sợ điều gì nhất, anh nói anh sợ có hai điều thôi. Hiện giờ anh có ba đứa con, cho nên trong lòng anh chỉ sợ hai điều là: sợ thứ nhất là các đứa con mình nó học hành không đến nơi đến chốn, nó hư. Và sợ thứ hai là các con mình sẽ mắc hút chích heroin đó. Ảnh là người bán heroin mà ảnh sợ con mình bị rơi vào điều đó. Khi ảnh ở tù rồi ảnh sợ điều đó. Ảnh sợ con mình hai điều: thứ nhất là học hành không đến nơi đến chốn và hư. Cái điều thứ hai là sợ con mình bị nghiện ma túy. Như vậy thì các vị biết rằng khi mình làm điều đó, mình có nghĩ rằng xã hội này, những đứa trẻ, những cái người nghiện này từ những cái đó phải đau khổ thế nào không? Những gia đình có một đứa con mà bị nghiện, các vị biết đau khổ thế nào không? Mình làm một cái nhân tố như vậy, mình không biết rằng mình đã gieo rắc vào xã hội đau khổ như thế nào. Mình gieo một cái nhân đau khổ cho thiên hạ thì làm sao mình có một cuộc đời bình an được. Như vậy mà tự đáy lòng của mình, một sự khát khao của mình là mình mong rằng những đứa con mình nên người. Mình mong rằng những đứa con mình đừng nghiện ngập ma túy. Tại sao mình mong ước các con mình một cái điều thánh thiện như vậy? Tại sao mình không ban tặng cho xã hội những điều thánh thiện? Mình làm những cái điều để rồi á, mình thấy rằng mình gây biết bao nhiêu người để trở nên những cái người nghiện, thì dĩ nhiên cái quả báo đó mình khó chạy thoát. Cho nên vừa rồi khi tôi sang Úc thì tôi có gặp một cái cô Phật tử đó, cổ cũng khoảng 50 mấy, gần 60 tuổi rồi. Cổ đau khổ vì một đứa con khi bị nghiện ma túy. Bao nhiêu tiền bạc trong gia đình, anh chị em đều trút hết cho một đứa con trai này. Nhưng mà các vị biết cổ làm nghề gì không? Chúng ta thấy rồi, như một quy luật, một quy luật không bao giờ khác hơn được. Đó là cổ trồng cái cây cần sa để cổ bán. Và trồng cây cần sa rất có tiền, các vị biết là như vậy. Nhưng mà bao nhiêu tiền đó không đủ về một đứa con nghiện ngập này. Như vậy khi mình cung cấp cần sa cho những người chế ma túy để gây ra biết bao nhiêu người, nhất là những đứa trẻ bị dụ vào những con đường này để trở nên nghiện ngập, mình có biết mình làm một cái điều đó là tội lỗi hay không? Tại sao khi mình làm điều đó đó mình không cảm thấy nó tội lỗi, mà một đứa con mình nghiện ma túy mình đi khóc, mình đi gian xin, mình lại Phật để cầu cho nó hết? Mình gieo một cái nhân như vậy, cái quả như vậy là một sự tương xứng rồi, là tại sao như vậy?
Thành ra mình có một đứa con bị nghiện ma túy, mình đau khổ cỡ nào. Vậy mình trồng những cái cần sa này, mình cho biết bao nhiêu người phải hút, phải nghiện ngập thì cỡ nào. Mình khổ có một đứa là mình như vậy rồi. Còn cả xã hội người ta mang như vậy, người ta cười à. Còn mình khóc à. Xin thưa các vị, những cái chỗ này các vị phải để ý. Quan trọng vô cùng là những cái điều này. Vừa rồi có một cái ông này khoảng 55 tuổi, một người đàn ông tôi thấy rất là mạnh mẽ, đeo kiến cận mà có người phương phi và có người có một cái vẻ tri thức và một người đàn ông ra dáng. Nhưng mà khi nói chuyện với tôi mà các vị biết rơi hai hàng nước mắt. Tôi nghĩ đàn ông ít khi nào khóc như vậy lắm. Nhưng mà cái này á, dường như đã sâu chứa từ lâu rồi. Tôi đã giảng cái bài Nỗi Lòng Người Cha, tôi có nói là sao? Người đàn ông thì sao? Tôi đã từng nói người đàn ông ít khi nào khóc bên ngoài lắm. Người đàn ông khóc là nước mắt chảy ngược vào trong, nuốt vào trong, nuốt hận, nuốt buồn, nuốt tủi vào trong. Đừng nói người đàn ông không khóc là mạnh, chưa chắc mạnh đâu. Khóc muốn tan nát ở trong lòng mà bên ngoài gán là như vậy á. Xin thưa các vị, khi ông khóc ông nói điều gì các vị biết không? Vợ ông phá tan nát trong vòng chưa đầy 2 năm mà trên 3 tỷ bạc. Phá cho cái gì? Phá cho đánh bài không, trong cái gì cả. Mà bây giờ vợ chồng biết nói làm sao? Bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, bao nhiêu đồ đạc sự sản của cả cuộc đời ổng làm nên, bả thầm lặng, bả đi cầm cố, bả trơn sạch trọi, biết ra rồi trơn trọi. Chỉ là bả vui trong căn bài. Hôm nay ổng nói với tôi một điều là ổng cũng đáng lắm. Ổng nói vậy đó. Ổng khóc ở đây không phải là ổng tiếc cái đồng tiền đó, mà ổng khóc ở đây là ổng ân hận cho quá khứ của mình, chứ không phải là như vậy. Ổng nói với tôi vợ ổng như vậy, phá tán như vậy đó. Nhưng mà ổng cũng trách vợ, ổng cũng buồn, ổng cũng tủi. Nhưng mà hôm nay ổng trách bản thân ổng nhiều hơn. Bởi vì ổng nói là ổng đã từng là người đi thầu đề mà. Đồng tiền ổng kiếm được rất nhiều bằng cách làm thầu đề. Cho nên ổng nghĩ tiền ma thì trả quỷ. Vì vậy cho nên hôm nay ổng nói là ổng ân hận, không phải là ổng tiếc những đồng tiền đó. Mới đầu thì ổng tiếc lắm. Nhưng mà ông khi nghe được những bài giảng của Phật Pháp, những ngày tháng mà ông đau khổ á, ông có một người bạn nữa tặng ông mấy cái bài giảng như giá trị đồng tiền vượt qua số phận rồi đó, dòng nghiệp chướng rồi đó. Tất cả những cái điều đó ông nghe rồi, ông mới thấy rằng ông ân hận cho ông nhiều hơn là sự thật này. Ông nói là vợ ông mà không phá thì cũng có lý do khác để tan già nát cửa thôi. Bởi ông làm một cái nhân tố như vậy thì ông không có hạnh phúc được. Cho nên ông khóc. Vì ông khóc là nói với tôi như vậy. Cho nên hôm nay ổng xin được học theo Phật Pháp, xin được quy y để ổng làm lợi từ đầu. Ổng làm lợi bằng cái cách là để kiếm đến những đồng tiền chân chính. Thành ra những cái điều đó tôi thấy rằng nếu giác ngộ được Phật Pháp thì mới thấy đó là đau khổ. Ngày xưa mình làm những điều đó, mình không học được Phật Pháp, mình không biết mình sai. Và những nỗi khổ nó đang đanh dây mình mà mình không có biết được. Vì vậy Đức Phật mới dạy một câu rất đúng: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, là chỗ này. Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là Bồ Tát là một bậc có trí tuệ, một người có giác ngộ. Cho nên làm bất cứ một điều gì, Bồ Tát sẽ biết rằng mình làm ở đây là nhân này khổ hay là vui. Mình biết đây là một nhân khổ cho nên mình không có gieo. Mình biết đây là nhân hạnh phúc, nhân vui, mình gieo. Vì Bồ Tát không gieo nhân khổ cho nên không có cái quả khổ. Còn mình là chúng sinh ngộ lắm. Nhân khổ thì gieo dễ đầy, mà khổ tới cái la làng. Có không? Đây là cái điều mà mình phải để ý. Mình là người học Phật, mình phải thấy rằng nếu biết nó là khổ thì mình phải tìm cách thoát ly nó. Bất đắc dĩ trong cuộc đời là quy luật này không thể khác hơn được thì mới chấp nhận. Còn cái gì mà có thể cởi mở được, gỡ bỏ được thì hãy vội vàng mà gỡ bỏ theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Đừng tiếc các vị. Chúng ta tiếc như vậy, chúng ta tiếc đó, nó chẳng khác nào chúng ta nuôi một cái căn bệnh ung thư vậy đó. Trong thân thể của chúng ta, nó là một cơ thể hoàn thiện, từ đầu đến chân, từ ngoại tạng đến nội tạng. Nhưng mà ví dụ bây giờ một khúc ruột chúng ta bị bệnh, hay là một phần nào của cơ thể bị bệnh, hay là cái túi mật bị bệnh, hay là cái gì đó bị bệnh, hay là một phần nào đó nó bị ung thư, thì bác sĩ phải làm sao? Phải cắt bỏ. Nếu cái đó chữa trị được thì cố gắng chữa trị.
còn không chữa trị được phải cắt bỏ ngay. Bởi sao vậy? Đừng vì một thân phần đó mà nó làm băng hoại chết cả một cơ thể này. Các vị nên nhớ vậy. Thành ra có những cái đừng tiếc các vị. Nếu chúng ta tiếc, chúng ta hại cả một sự nghiệp và cuộc đời của chúng ta. Cho nên có những điều chúng ta tiếc. Có những người biết rằng mình làm ác cũng muốn bỏ, nhưng mà bỏ tiếc có nghĩa là sau khi mình bỏ cái này mình sẽ thu nhập cái khác tiền ít hơn, cho nên không can đảm bỏ. Để đùng một cái hữu sự đến, tất cả tài sản này trôi theo sông sâu biển thì chịu. Cho nên á, một cái doanh nhân nước ngoài ông nói rất là hay, đó là biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp là chỗ này. Đây là cái lời hối hận của một cái anh, đó là bị kêu án 24 năm tù. Đó là làm giấy tờ giả cho người đi xuất ngoại. Anh là một người tốt nghiệp trường đại học đàng hoàng, nhưng mà khi xin việc làm, anh thấy rằng cái những việc làm khác đồng lương nó không có cao. Cho nên anh hiểu biết về giấy tờ mọi thứ, cho nên anh làm giấy tờ giả đó. Sau khi có tiền bạc nhiều rồi, nhưng mà vì sao vậy? Khi mà anh bị bắt á, thì anh mới nói rằng nếu anh biết nghỉ sớm thì anh không có chuyện này. Anh nói bao nhiêu lần anh muốn nghỉ để anh tìm công ăn việc làm rồi, nhưng mà dự định như vậy mà chưa nghỉ. Thì tới khi bị bắt anh hối hận. Thật sự với các vị, con người ta thường là như vậy đó. Thà đụng với cái hoàn cảnh đau khổ á, thì chấp nhận. Còn ban đầu người ta khuyên thì không có nghe. Con cái mình cũng vậy. Con cái mình nó lập gia đình hay nó yêu ai đó, mình là cha là mẹ mình hiểu á, mình nói con à không nên nghe, tuổi còn trẻ hay là người đó bồng bột hay thế này thế kia, nó đâu có chịu đâu. Khi đang yếu đâu có chịu đâu. Cha mẹ nó lớn rồi làm tìm cách cán gián con, đâu có hiểu được tuổi trẻ này kia, biện hộ đủ thứ điều. Tới khi đau khổ quay về nó cha mẹ nói đúng quá. Thông thường là mình vậy. Khi đau khổ đến thì mình mới thấy nó là đúng. Như vậy mình sống là như vậy là có trí tuệ không? Đợi tới đau khổ mới thấy là đúng thì còn gì nữa các vị. Cho nên đời người ta nói câu cũng rất hay, mày chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ nha con. Có phải không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có nghĩa là mày chưa thấy khổ mày chưa sợ đâu. Bây giờ cái người người ta biết, người ta hiểu, người ta thấy, người ta nói, không có chịu. Cho nên con người của mình nó có vậy nè. Khi các vị còn đầy đủ sức khỏe, hay là các vị phần lớn là người đang thành đạt, các vị không bao giờ chấp nhận lời khuyên của ai hết á. Các vị thấy bất chấp mọi lời khuyên khôn ngoan và đúng đắn. Nhưng mà khi các vị dấp phải rồi đó, thất bại đó, thì các vị mới hình dung lại hết là những lời khuyên này hoàn toàn đúng, nhưng mà tại sao mình không nghe. Con người mình là như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật dạy đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chỗ này. Những nhân tố nào nếu mà mình là người học Phật, mình biết nó dẫn đến đau khổ, biết dẫn đến sai lầm, thì đừng cố mà gieo các vị. Gieo rồi là để khổ chứ làm cái điều gì. Ngày hôm qua trên đường đi họp về, tôi ngồi trên xe tôi có bắt được cái cuộc điện thoại của một cái cô đó là 22 tuổi. Thật ra mọi người đặt tôi vào một vị trí vô cùng khó xử. Cô này thì có một người bạn trai. Sau khi có người bạn trai rồi á, thì quan hệ rồi mới có thai, mà cổ không có hay. Tới khi hay được á, là một vài tháng gì đó, thì bây giờ á, cổ khủng hoảng tâm lý lên. Rồi cổ mới nói với cái người bạn trai là cái việc đó như vậy đó. Thì người bạn trai cổ á, thì kêu giấu, rồi đi phá bỏ đi. Thì cổ mới nói là việc này còn nhỏ, cổ không biết giải quyết, cho nên cổ nói là để nói với mẹ. Thì người bạn trai giận lẫy cúp điện mấy ngày nay, vì không cho cổ nói với gia đình mà không liên lạc. Rồi bây giờ cổ mới đem tâm sự với một số người, thì người khuyên thế này, người khuyên thế kia. Bây giờ cổ không biết làm sao chứ, trời, không biết làm sao rồi cuối cùng hỏi tôi. Tôi nói trời đất, xin thưa các vị, cổ hỏi tôi như thế này, tức là cổ làm như thế nào để cho cổ vừa không có lỗi đối với cái bào thai đó, vậy vậy vậy. Tôi bây giờ tôi nói sao? Tôi nói thôi cô đi làm đi hả? Xin thưa các vị, đặt vào người vị trí như vậy là đặt người ta vào cái chỗ mà tử hình đó các vị. Đâu có làm những cái chuyện quan trái rồi đi buộc người ta lý giải giùm mình. Phần thông thường trong cuộc đời là xin ai một lời khuyên, người ta muốn cần nó đó sự đồng tình.
Thật ra ở đây cổ chỉ muốn rằng nếu tôi gật đầu đồng ý hoặc là tôi im lặng, cổ sẽ làm ngay điều đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nhưng ở đây tôi nói thiệt, tôi nói với cổ rằng là tôi là một nhà tu, tôi không có lý giải điều này được, tôi không can thiệp điều này được. Nhưng mà nếu cô có những cái quan trái mà cô gian sinh như vậy thì riêng tôi có ý kiến như thế này. Thật ra cái điều này, nếu mà cô có thể là một ai khuyên đó hay lý do gì đó mà cô bỏ cái bào thai này, thì nó có nhiều cái quan trái với cô. Thứ nhất là cô đã giết một mạng người. Cái tội đầu tiên là giết một mạng người. Thứ hai nữa, cô làm cho nhân tình cô chạy tội. Cái thứ ba nữa, cô làm như vậy, cô đã đánh mất đi đời con gái của mình một cách danh dự. Tất cả ba điều này cô phải nên nhớ. Nhưng mà nếu cô giữ lại với một cái lý do chính đáng, cô sẽ cứu được điều này. Là tại sao vậy? Nếu mà ở đây cái anh chàng này thật lòng thương yêu cô đó, là anh không có yêu cầu cô phá cái điều này. Đây chẳng qua là thương gá chơi thôi, có tính cách là mua vui qua đường. Cho nên khi nghe điều này, anh chàng kia mới khủng hoảng và mới kêu cô giấu và giải quyết điều này. Nếu anh thật lòng thương yêu cô, đây là cơ hội để hai người đến hôn nhân. Đâu có sao, hôn nhân muộn cũng chả sao. Vừa cứu được một đứa bé, vừa cứu được danh dự, vừa chứng tỏ rằng đây là một người chung tình với mình. Còn bây giờ cô lại làm cái điều này, thì thứ nhất cô giết một mạng người, nhân quả này suốt đời cô không trôi được. Chắc chắn là như vậy. Ăn chay mà một cái trứng có trống người ta còn không ăn mà. Vì cái trứng có trống là cái trứng có một chúng sinh tái sinh, là một cái con gà, con vịt gì nó đẻ mà còn như vậy mà. Huống chi đây là nhân tố của một con người. Cô biết rằng cái này cái tội rất là lớn. Ở đây nếu mà thầy làm ngơ đồng tình hay gì, thầy đồng lõa với sự giết người của cô. Nhưng thầy chỉ phân tích rằng hãy nói với cha với mẹ và thuyết phục cái người đó hãy cưới mình cho gấp. Vừa để chứng tỏ rằng anh là người thật sự yêu thương mình, vừa cứu được danh dự của một người con gái, vừa bảo vệ được cái đứa bé này được ra đời một cách trọn vẹn. Đây là những điều nên làm. Còn thầy chỉ khuyên rằng nếu nên làm là như vậy thôi. Còn tất cả mọi thứ khác thầy đều không can thiệp và thầy không biết tới. Nếu cô đặt thầy một vị trí như vậy thầy rất là khó xử. Nhưng thầy chỉ có ý kiến như vậy thôi. Thì ở đây cô nói là khi mà nói với anh đó cái điều đó đó, anh không có chịu. Thầy nói cái việc đó làm sao sự khôn ngoan của cô, cô tạo một cái gì đó để cô ràng buộc anh ta. Đây là cái nhân tố, nếu cô còn giữ một đứa bé là cô còn lý do để ràng buộc anh ta. Còn nếu cô phá đi rồi là không còn một lý do gì nữa hết. Thành ra ở đây thầy chỉ khuyên như vậy vì cổ mới 22 tuổi thôi. Cho nên thầy xin thưa với các vị, có những điều tại sao chúng ta biết rằng chúng ta làm những điều gây lên ngang trái như vậy. Đời con người của mình hạnh phúc lâu dài. Và thầy nói cổ thêm một điều nữa, cô có biết rằng điều này như một tai hại không? Sau này nếu cô lập một gia đình với một người khác, cô sẽ làm mất niềm tin và sự khi dễ của người khác với cái danh dự của cô hay không? Liệu cô có hạnh phúc lâu dài sau này không? Đây là cái điều cô quá ư hời hợt và xem thường bản thân mình đó. Thì ở đây thầy chỉ khuyên như vậy thôi. Với một hoàn cảnh trớ trêu như vậy, cho nên các vị thấy rằng đối với tôi, có nhiều khi đặt tôi vào một hoàn cảnh rất là khó xử. Tôi nói thiệt sự á, các vị đôi khi làm tôi nát lòng mà tôi không biết suy nghĩ làm sao. Không nói thì ích kỷ, mà nói ra mình trở nên đồng lõa với tội phạm, đồng lõa với sai lầm. Nó nhiều thứ mà tôi phải ngồi phải suy nghĩ rất là khó như vậy. Các vị biết cách đây chừng 6-7-8 tháng thôi, cái ông đó ông chạy vào trong chùa, ông xin cái gì các vị biết không? Xin được để nhờ hữu cốt. Đó là chuyện bình thường không? Đối với chùa mà nhận hữu cốt là chuyện bình thường. Nhưng các vị biết tại sao tôi nói với các vị? Tôi nói lên cái ngang trái của tôi. Ông xin có một chỗ để ông đặt hữu cốt, nhưng mà hữu cốt này ở chỗ là bào thai này chưa phá. Chết không? Nếu tôi nhận hữu cốt này có nghĩa là tôi xúi ông vô tình, vậy ông về ông phá bào thai của vợ ông đi, ông đem vô đây ông thờ. Còn tôi không đồng tình người ta nói là tôi ích kỷ nhẫn tâm. Các vị thấy ghê gớm không? Khi ông xin tôi một cái chỗ để mà gọi là để hữu cốt, ông nói như thế này là ông nói là vợ ông có mang là 6 tháng rồi. Mà bây giờ lỡ bị chắc té gì đó, tai nạn gì đó mà
nếu mà giữ cái bào thai này thì khó toàn tính mạng của vợ. Mà bây giờ nếu giữ thì điều trị cho vợ là không có tiền. Ông chạy xe ông đã ôm nuôi 5 đứa con với một người vợ, ông không có tiền. Mà bây giờ mà để vậy thì ảnh hưởng đến vợ. Mà bây giờ phá thì phải xin trước với thầy để có một cái chỗ để thờ cái này đi, rồi ông mới về ông mới phá sao. Các vị là trụ trì như tôi, các vị giải quyết câu chuyện này sao, các vị giải quyết giùm đi. Tôi nói vậy đó, tôi dành cho chú một chỗ đó. Như vậy là tôi xúi ông làm chuyện đó đúng không? Có những điều mà đặt người ta vào một vị trí ngang trái vô cùng. Các vị thấy một nhà tu không sướng chút nào cả. Ngày xưa các vị nghĩ tu sướng không? Nghĩ tu sướng hả? Các vị thấy thầy sướng hay khổ? Tôi hiểu các vị nói rồi. Thầy à, chừng ấy thầy cũng sướng hơn tụi con nhiều. Có phải vậy không? Như vậy các vị còn khổ hơn dữ nữa. Xin thưa các vị, khi lúc đó tôi nghe hết câu chuyện này, tôi nói thật sự với các vị, tôi phân vân mà tôi không biết lý giải làm sao. Chấp nhận thì xúi người ta giết người, mà không chấp nhận á thì có nghĩa là nhẫn tâm, thiếu lòng từ. Nhưng mà tôi kết thúc được câu chuyện này bằng cách là đây là ngang trái, người ta đặt tôi vào một vị trí, tôi phải giải quyết một trong hai. Cuối cùng buộc lòng tôi phải cho tiền để về anh nuôi vợ, để nuôi bào thai đi. Chỉ có vậy thôi. Cái điều đó phải lý giải cách đó thôi, chứ tôi không thể nào khác hơn được. Chứ tôi làm sao giờ? Nếu các vị giải quyết làm sao, các vị nói tôi nghe đi. Xin thưa với các vị, những điều tôi nói ra như vậy, các vị thấy rằng có những quan trái chúng ta hiểu hết á, chúng ta biết nó là như vậy đó, như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn làm, vẫn cố tạo ra những điều đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, sống trong cuộc đời, học Phật là điều may mắn với các vị. Nếu trong cuộc đời này các vị chưa bao giờ học Phật thì các vị không bao giờ hiểu hết được tất cả những cái ràng buộc đau khổ và hóa giải một cách có tình có lý đâu các vị. Nếu để hóa giải một cách nhẫn tâm thì dễ lắm, nhưng mà để hóa giải một cách có tình, người có lý và cứu được nỗi khổ, chỉ có học Phật chúng ta mới thấu đáo được điều đó thôi. Cho nên tôi từng khuyên với các vị rằng học Phật là điều vô cùng quan trọng với đời người. Lời Đức Phật dạy không mang tính răn đe bất cứ một ai về sự khổ trên cuộc đời cả các vị. Đức Phật khác với muôn ngàn những giáo chủ khác, muôn ngàn những người lập thuyết khác. Người khác nói ra cái khổ để đe dọa các vị. Các vị gặp thầy bói nói khổ chưa? Thầy bói nói khổ là để đe dọa các vị, để các vị phải tốn tiền thế này thế khác. Nhất là thầy bói dỏm chừng nào thì hay là đe dọa là sắp chết nè, tháng này chết nè, tháng này tai nạn nè, chuẩn bị thế này thế kia, hù dọa các vị nhiều chừng đấy. Hù dọa để chi vậy? Các vị nói thầy ơi, vậy tháng đó vậy vậy, tôi phải làm gì giờ, này kia kia nữa. Thì vậy phải cúng, cúng vô đây, cúng cái kia, cúng cái nọ. Cái đó là cái bài cho các vị tốn tiền trong cái gì chứ. Có những thầy bói gặp ta cái mới gặp đó, tháng nãy là có chừng ngàn chết, ngàn tử nạn, ngàn tai nạn, hay là gặp ta đang làm ăn, làm ăn vậy vậy. Đây là cái cách đánh vào tâm lý của con người, gây khủng hoảng cho con người khác. Tôi nói thật với các vị như vậy. Tôi gặp rất nhiều người Phật tử đến với tôi bằng hoàn cảnh đó nè. Chính đệ tử của tôi cũng vậy nè. Đi coi bà thầy bói nào đó, cái về cái gặp tôi cái khóc. Nói sao vậy? Bà thầy bói nói năm nay con phải chết. Vậy đó, tự nhiên bà lại bà gặp nó nói năm nay con phải chết. Tôi nói làm sao chết? Nó đâu biết đâu, bà nói con vậy đó. Thành ra thầy nói là cái này là cái lý do đặt ra cho cô để mua cái mạng đó. Bây giờ thầy này bà gặp cô, bà nói cô chết như vậy á, cô phải nói là thầy ơi làm sao để giải cái chết này, đúng không? Rồi bà bày ra đưa 10 cây dây, 5 cây đây tôi cúng, tôi giải, tôi dạy 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 cho để giải cái chết. Mua cái mạng 5 cây rẻ quá ai không mua, có phải vậy không? Tôi mới về nói rằng cô yên tâm đi, nếu điều xảy ra sự thật là quy luật cuộc đời không có khác được đâu, nhưng thầy bảo đảm rằng cô không có thể chết. Như vậy cô về làm tất cả tu học là chuyện bình thường, cuộc sống bình thường an lạc đi, tự tin đi, sống tới giờ đã mười mấy năm mà có chết đâu. Nhưng mà tôi nói rằng những người nói như vậy là những người có ý xấu. Những ai mà gặp chúng ta là chết, là tai nạn thế này thế kia là có ý xấu. Nếu một người lương thiện thì nói cái cách khác chứ không phải như vậy.
nói một cái cách để giúp cho tự chúng ta cứu mình bằng một cách rất im điềm. Còn gặp người ta đe dọa khủng hoảng, chẳng qua là gì? Tâm lý, bằng con đường tâm lý thôi. Tâm lý đánh vào tâm lý để người ta phải mua chuộc cái mạng sống của người ta, mua chuộc cái xui của người ta. Cho nên các vị nhìn lại Đức Phật, Đức Phật nói khổ không mang cái tính đe dọa. Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận chân được quy luật sự thật của cuộc đời. Nhờ nhận chân được quy luật sự thật của cuộc đời này mà chúng ta tự cứu mình ra khỏi được sự ràng buộc này. Còn những người khác, người ta nói khổ là vì vậy đó, vì đe dọa mình, vì khủng bố mình. Trong lời Đức Phật là một chân lý, không có khủng bố đâu các vị. Đức Phật nói ra, ai nghe theo thì được, tốt, không nghe theo cũng chẳng sao. Không bao giờ mang tính ép buộc. Điều này các vị nghe lại cái bài giảng của thầy giảng là đâu là chân lý. Các vị nghe bài giảng này các vị sẽ hiểu rằng mục đích có mặt của Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật là như thế nào. Đức Phật nhìn nhận như một quy luật của cuộc đời, chứ không phải Đức Phật tạo ra điều ngang trái này cho người Phật tử. Thầy nói thiệt với các vị như vậy. Cái này mở ngoặc nói thêm một chút xíu luôn. Tất cả những người Phật tử chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết nhân quả nè, tội phước nè. Bản thân các vị là người Phật tử, các vị giữ năm giới đồ nè. Các vị nghĩ Đức Phật đặt ra cho người Phật tử phải không? Phải không? Các vị có nghĩ vậy không? Xưa nay chúng ta hay nghĩ rằng người Phật tử thọ năm giới là phải giữ nghe, không giữ tội. Còn người này không phải là Phật tử, người này là tín đồ của tôn giáo khác, hoặc người này không có tín đồ gì hết, làm không có tội. Như vậy mắc mớ gì đi theo Phật chi cho trở nên ràng buộc vậy? Chúng ta cứ nghĩ Phật là như vậy sao? Nếu Phật đặt ra những điều đó cho người Phật tử là Phật giăng bẫy cho người Phật tử nhảy. Mà nếu Phật giăng bẫy người Phật tử nhảy thì Đức Phật đâu có từ bi, đâu có trí tuệ đâu. Cho nên các vị hiểu ngay chỗ này. Năm giới hay là nhân quả hay là tội phước, tất cả những điều này Đức Phật không đặt ra cái gì cả.